dòng Yamaha Bass Natura. Thì dòng này bên mình cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi, rất nhiều những dòng này, nhưng mà lâu quá mình không giới thiệu gì nó. Cứ update những dòng xe nam không. Màn hình khiển của nó để điều hành cả hệ thống điện chiếc xe, nó gồm đây, công tắc nguồn, báo phần trăm pin, km trên giờ các bạn đạp bao nhiêu nó hiển thị đây, đèn phía trước và tăng giảm trợ lực, dàn ghi đông mông tăng, vẫn là hộp số 3 số cho 3 tốc độ, bầu tay dinh của OGK Japan. Rổ dinh inox. Cái rổ nó nhìn nó chắc chắn. Đèn một led. Nước sơn dinh. Vỏ ruột zin của Roy Gatton. Niềng thép khung rỉ của Roy Gatton và cầm inox. Đũa bên đây cũng chưa chạy. Có chạy nhưng mà không đáng kể. Xe bãi chạy vậy là gồi là quá xuất sắc rồi đó. Nhiều chiếc nó chạy te tua lắm. Bắt buộc phải dầm. Đây, Yamaha Bass Natura là ảnh. Khung sườn này thì nhôm hết. Các bạn muốn biết một chiếc xe nhôm, sườn nhôm và sườn sắt, các bạn để ý những cái điểm nối của nó. Các bạn thấy không? Gần như là bẫy cá, bên mình gọi là bẫy cá, thì đó sẽ là nhôm. Còn sắt thì các bạn, nó hàn thì các bạn, công nghệ nó hàn thì các bạn không thấy. Dàn tem zin, cốt yên nhôm. Cái cây này làm gì? Tăng chỉnh chiều cao của yên. Yên zin của Yamaha. Ổ khóa zin của Yamaha Bass. Muốn khóa ảnh, nhấn vô, kéo về là tự động ở trên, dàn trên nó sẽ khóa cổ lại. Tự động dàn trên sẽ khóa cổ. Mở dàn trên sẽ mở cổ. Bagazin của inox. Bagazin inox của Yamaha. Đây, chày. Chày không đáng kể, rất nhỏ. Và vẫn là bộ hộp số 3 số cho 3 tốc độ. Hồi nãy cái phần tay khiển tay số bên tay phải, mình nhấn, mình kéo 1, 2, 3 là ảnh sẽ điều khiển bộ hộp số dưới đây. 3 số cho 3 tốc độ là ảnh. Đùm Shimano. Và vẫn là bộ thắng bi của Shimano. Thắng bi là thắng như thế nào? Nó bấu bằng 6 viên bi trong đó. Nó không xài bằng bố thắng, bố gì hết. 6 viên bi. Xe các bạn lăn bánh nó nằm bình thường, khi các bạn bóp thắng nó sẽ bấu từ từ vô cái cốt đùm đây. Nó sẽ hãm tốc độ xe lại. Niềng thép phong rỉ của Roy Gatton luôn. Các bạn thấy chưa, chữ ký hiệu chữ B. B bò là viết tắt của Roy Gatton. Đây, vỏ ruột sau của vẫn là của Roy Gatton. Và chống zin. Phần bên đây là bộ tăng sên tự động. Tăng sên tự động là cái gì? Các bạn thấy cái lực lò xo đây. Một cái lực lò xo kéo về. Thì lúc nào sợi dây sên của mình cũng sẽ căng lên hết. Nó không thể làm sao trùng được hết.
nghe tăng sên tự động thì nghĩ là bằng 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 điện tử hay là bằng vấn đề gì đó, nhưng không, nó xài bằng cơ. Nhưng mà cái lò xo này phải là lò xo zin thì nó căng mới tốt. Khi mà nó căng vậy mà các bạn chẳng hạn như các bạn muốn trùng sợi dây sên này lại thì cái lò xo này nó sẽ không trùng lại được nữa, nó giãn luôn. Nhưng mà cái lò xo của anh Nhật này thì hoàn toàn không có, cái độ đàn hồi của anh rất cao. Ví dụ các bạn đang căng cứng để lâu thật lâu nhưng mà khi các bạn thả ra nó sẽ trở về vị trí cũ. Bởi vậy mới nói là đồ Nhật là như vậy. Tăng sên tự động là ảnh và cắt te zin chưa bể, thường bể ở đây nhưng mà con này cũng chưa bể. Giò nhôm bàn đạp zin này dính băng keo. Lưu ý phần tiếp theo nữa là phần cục pin. Những dòng Yamaha Natura Bass, Yamaha Bass này nó sẽ là đi cục pin dòng Lion Lithium Dry Gaston. Trong xe này nó đang đi cục pin 8.9 AH. Đoạn đường của nó ít, trung bình phải là 25-30 cây số một lần sạc của nó. Nhưng mà mình nói rất nhiều video mình sẽ không bao, mình chỉ bao cách sống và chết cục pin thôi. Còn tốc độ trợ lực mấy bạn đi cỡ nào thì mình đâu có quản lý được, đâm ra mình sẽ không bao để xảy ra tình trạng mất lòng anh em. Cục sạc zin điện 100 115 VA, phải đi qua cái biến áp nha các bạn, phải qua cái biến áp thì mới sử dụng được cục pin, không mà cháy cục sạc, không mà cháy sạc. Tình trạng sơ bộ của chiếc xe này là zin toàn tập, đồ của Roy Gaston cũng nhiều đó. Những cái form này thì thường là đa phần thôi nha, đa phần là bán cho những người lớn tuổi, ông bà lớn tuổi với là chị em phụ nữ là đi những dòng này nhiều, nhẹ nhàng nhưng mà vẫn mạnh mẽ. Yamaha Bass Natura 0909775445 là số điện thoại của mình. Các bạn add Zalo mình sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Cảm ơn các bạn.